Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xử lý và kiểm tra số liệu cuối tháng trên phần mềm kế toán Smart Pro 5.0. Thì kiểm tra số liệu cuối tháng thì chúng ta sẽ làm những công việc như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra là các cái bút toán của chúng ta đã nhập vào hết chưa, kiểm tra chứng từ đầu vào đầu ra, các chứng từ ngân hàng hoặc là lương rồi đã đưa vào hết chưa. Thì sau khi kiểm tra xong chứng từ thì chúng ta bắt đầu kiểm tra trên phần mềm. Đầu tiên á, chúng ta sẽ vào mục E xử lý cuối tháng. Chúng ta kiểm vào mục số 1 kiểm tra thuế đầu vào trước. Mục đích của cái bước kiểm tra thuế đầu vào này là chúng ta sẽ kiểm tra được á, là cái thuế mà chúng ta hạch toán trên phần mềm và cái thuế của chúng ta báo cáo thuế nó có khớp không. Vì sao như vậy? Bởi vì khi mà chúng ta nhập vào phần mềm á, ví dụ như một cái phiếu chi này đi chẳng hạn. Đây, ví dụ mình lọc cái phiếu chi này ra cho các bạn coi ha. Thì ví dụ như cái phiếu chi này á, thì cái dòng tiền thuế Việt Nam đồng ở trên cái dòng tiền hàng phiếu chi này, thì cái dòng này nó sẽ vào báo cáo thuế. Và cái dòng mà hạch toán tiền thuế riêng này, thì cái dòng này nó sẽ lên cái cân đối phát sinh của chúng ta. Thì sẽ có trường hợp hai cái này và cái này nó không khớp nhau, là khi mà chúng ta F10 chúng ta xóa, chúng ta lại xóa dòng này mà chúng ta lại quên xóa dòng tiền thuế đi, hoặc là chúng ta xóa dòng tiền thuế lại quên xóa dòng này ha, hoặc là chúng ta sửa bằng cách nút F10 chúng ta sửa thẳng số tiền ở đây mà chúng ta không phải F12 lên, chúng ta sửa ở đây để nó tự động nó hạch toán lại. Thì nó sẽ có trường hợp như vậy, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta kiểm tra lại ha. Chúng ta vào kiểm tra thuế đầu vào. Chúng ta chọn, ví dụ như đây mình chọn quý 1, mình in. Đây, đó. Thì nó sẽ hiện ra, thì sẽ có các hóa đơn chênh lệch thì chúng ta kiểm tra. Thì mình ví dụ như một cái hóa đơn 28 chẳng hạn. Đây, hóa đơn 28. Mình ví dụ các hóa đơn, một hóa đơn vậy. Thì các bạn kiểm tra lại của các bạn ha. Đây. Cái hóa đơn này đây là hóa đơn của chúng ta, thì chúng ta kiểm tra cái dòng tiền thuế của chúng ta đang là bao nhiêu. Tiền thuế của chúng ta đang là 372.7273, tức là tiền thuế báo cáo là 372.7273. Đây là tiền thuế kê khai, và tiền thuế trên sổ chúng ta là 375.455. Thì chứng tỏ là cái này là trong quá trình nhập liệu chúng ta đã bị sai sót cái gì, hoặc là chúng ta F10 chúng ta sẽ trực tiếp vào đây. Thì trường hợp như thế này thì chúng ta phải sửa lại ha. Thì chúng ta có thể sửa một cách đơn giản nhất á, là chúng ta có thể sửa một cách đơn giản nhất, đó là chúng ta F12 cái chứng từ này lên. Ok. Quên, mình đang để là phiếu nhập kho ha. Chúng ta có thể F12 chứng từ này lên. Và chúng ta kiểm tra lại tiền thuế đây, và chúng ta F12 chúng ta lưu lại. Ok. Đây thì nó sẽ tự động nó hạch toán là tiền thuế theo cái dòng phía trên này cho mình ha. Thì sau khi kiểm tra xong thuế đầu vào á, chúng ta sẽ tiếp tục đến kiểm tra thuế đầu ra. Thì nó cũng giống như cái lúc nãy của mình nói, tức là kiểm tra giữa cái kê khai trên sổ nó có chênh lệch hay không á, để chúng ta sửa lại ha. Ví dụ như đây là ổn rồi. Rồi, sau khi mà kiểm tra xong thì bắt đầu chúng ta sẽ vào, chúng ta khấu hao tài sản. Thì chúng ta sẽ vào mục B tài sản cố định. Ở đây chúng ta có tài sản cố định và chi phí chưa phân bổ, chúng ta sẽ xử lý khấu hao. Ví dụ như tháng 1 chẳng hạn. Từ tháng 1 đến tháng 3, bởi chúng ta là cả quý chẳng hạn ha. Và chúng ta hạch toán khấu hao tháng 1, tháng 2, tháng 3 ha. Tương tự chi phí cho phân bổ chúng ta cũng làm như vậy, chúng ta cũng phân bổ từ tháng 1 đến tháng 3. Chúng ta hạch toán. Thì sau khi chúng ta có khấu hao và chúng ta hạch toán xong, thì đối với công ty mà thương mại á, thì chúng ta mà áp dụng theo phương pháp tính giá xuất kho theo bình quân giá quyền, thì chúng ta sẽ vào mục xử lý cuối tháng, và chúng ta vào mục 3 chúng ta xử lý đơn giá xuất kho. Chúng ta chọn ví dụ từ tháng 1 đến tháng 3.
trả tài khoản và chúng ta xử lý. Đây là phương, nếu mà công ty chúng ta là theo phương pháp bình quân giao quyền thì chúng ta xử lý lại đơn giá xuất kho, để chúng ta có cái giá vốn của những cái mặt hàng mà chúng ta xuất. Còn trường hợp ví dụ như công ty chúng ta là công ty xây dựng hoặc công ty sản xuất thì chúng ta sẽ vào công trình, chúng ta xử lý lại cái giá thành của công trình, hoặc là nếu mà sản xuất thì chúng ta vào xử lý cuối tháng, chúng ta vào giá thành, chúng ta tính giá thành cho sản xuất của chúng ta. Thì sau khi làm xong những cái bước đó thì chúng ta sẽ vào tiếp đến cái mục là A bảo trì hệ thống, và chúng ta có thể vào mục số 3 kiểm tra kế toán để chúng ta kiểm tra. Đây thì ở đây nó sẽ kiểm tra thuế, đây nó sẽ không khớp là do lúc nãy chúng ta kiểm tra thuế đầu vào của mấy cái hóa đơn không khớp đó, thì chúng ta sửa lại. Nó sẽ kiểm tra là cái số dư trong danh mục không khớp thì chúng ta cũng kiểm tra lại cái này. Thì nó báo một số lỗi như vậy thì chúng ta xem, chúng ta kiểm tra lại. Thì sau khi mà xong hết rồi các bước đó rồi thì chúng ta sẽ vào mục xử lý cuối tháng để chúng ta kết chuyển. Chúng ta vào xử lý cuối tháng và ở đây chúng ta sẽ chọn mục 4 chúng ta kết chuyển ha. Thì chúng ta sẽ chọn từng tháng chúng ta kết chuyển. Thì ở đây chúng ta sẽ có các cái tùy chọn, thì chúng ta ví dụ như chúng ta kết chuyển thuế theo tháng thì chúng ta lướt vào đây. Còn ví dụ như chúng ta có kết chuyển từ 154 sang 632 chúng ta lướt vào đây ha. Tức là cái này thường dùng cho mấy công ty dịch vụ á. Còn nếu chúng ta có kết chuyển từ loại 621 sang 154 chúng ta lướt vào đây, thì cái này là dùng cho mấy công ty mà sản xuất ha. Bạn nhớ ha. Ok thôi. Và trường hợp các bạn báo cáo thuế theo quý thì chúng ta sẽ kết chuyển xong, cũng kết chuyển tài khoản theo từng tháng và cuối quý chúng ta có thể chọn ở phía dưới đây để chúng ta kết chuyển thuế giá trị gia tăng nữa ha. Chúng ta chọn quý 1 chúng ta kết chuyển thuế giá trị gia tăng. Và sau khi xong rồi thì chúng ta có thể in cân đối phát sinh ra chúng ta kiểm tra. Đây, lại cân đối phát sinh ra kiểm tra xem kết chuyển rồi hết chưa không. Đó, chúng ta kiểm tra lại. Ví dụ thuế là kết chuyển hết rồi nè. Thì cái phần 621, 622, 627 nó chưa kết chuyển là do chúng ta chưa có tính giá thành trên công trình đó. Chúng ta tính giá thành, chúng ta kết chuyển là nó sẽ hết. Đó. Thì sau khi mà kết chuyển xong hết rồi thì chúng ta sẽ vào mục A bảo trì hệ thống và rồi số 1 kiểm tra cập nhật các số dư danh mục và chúng ta ấn nút xử lý. Thì khi mà xử lý như thế này thì nó sẽ cập nhật các cái dữ liệu từ sổ chứng từ gốc về các cái bảng ha. Và nếu mà nó có báo lỗi gì nó sẽ báo ra cho chúng ta để chúng ta biết được, chúng ta sửa. Rồi như vậy là xong. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho các bạn các cái bước á mà xử lý cuối tháng và kiểm tra số liệu. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe.